Mừng chị em đến với kênh của Yến Hy. Hôm nay chị em mình sẽ cùng làm mũ bucket nhé mọi người. Mũ hôm nay thì sẽ sử dụng sợi dệt loang màu xanh như này. Kim móc em dùng kim 2 đầu và dùng kim 3 chấm như này. Cần kéo và bật lửa. Bây giờ chị em mình sẽ bắt tay vào làm nhé. Cái sợi dệt này nếu như chị em mà dùng kéo cắt ấy, thì nó sẽ bị tuột sợi như thế này. Nên mình sẽ dùng bật lửa để hơ nóng cái đầu sợi này lại cho nó chắc, cố định lại ấy. Chị em lựa lựa nhá, để nóng quá mà dính mình dùng tay ấy, thì sẽ bị bỏng đấy. Để như cái phần chóp mũ nó được, cái chóp mũ được chặt hơn, không bị hở lỗ to ấy, thì em sẽ sử dụng kim móc 2 đầu như này. Dùng cái đầu nhỏ nhá, là 1.0 này. Sau đó mình sẽ kéo lên một chân mũi như này. Tiếp theo mình lấy lên 11 chân mũi nữa. Sau khi đã đủ 12 chân mũi thì mình sẽ kết mũi lại nhé. Mình đâm qua chân đầu mũi bên kia, kéo sang. Như vậy là mình đã kết thúc vòng đầu tiên. Đến vòng thứ hai, chị em sẽ sử dụng kim 2 chấm, đầu kim 2.0. Vì chị em mới móc thì có thể sẽ không quen tay, sẽ làm bị chặt tay ấy. Thế mình sử dụng hai loại, ba loại đầu kim như này thì dần đến cái chân mũi của mình, nó cái mũ của mình nó được đẹp hơn, các chân mũi nó sẽ mềm mại hơn. Cái lỗ đầu tiên, cái lỗ bắt đầu này, nếu như chị em mà dùng cái đầu kim to thì nó sẽ bị rỗng rất là to, thì cái mũ nó bị xấu. Mình cố định cái chân mũi đầu tiên như thế thì sẽ giúp là cái sợi của mình, cái mũi bắt đầu ấy, nó sẽ không bị tuột sợi. Ở như vòng thứ hai này, chị em mình đâm hai chân mũi và một mắt nhé. Chị em cứ làm tương tự hai chân mũi và một mắt như vậy cho đến khi hết vòng thứ hai nhé mọi người. Sau khi hết vòng thứ hai, mình sẽ kết thúc chân mũi. Kéo sợi qua. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang kim 3 chấm nhé. 3 chấm. Ở đây thì chị em mình móc làm sao để cho cái chân mũi của mình được đều đẹp, không bị lỗ to nhé mọi người nhé. Mình kéo lên này. Khi chị em móc thì chị em lưu ý là mình kéo lên hai chân mũi này nó có độ dài bằng nhau, thì các chân mũi của mình nó mới được bằng nhau, nó không bị chặt nhé. Ở đây thì sẽ cách một chân mũi ra một mũi. Nghĩa là cách một chân mũi mình sẽ tăng một lần ấy. Chị em mình làm lần lượt. Vòng đầu tiên là vòng ma thuật thì mình sẽ ra 10 đến 12 chân mũi. Vòng thứ hai mình sẽ tăng đều toàn bộ các chân mũi, nghĩa là mình sẽ đâm là hai lần vào một chân. Còn vòng thứ ba này thì mình sẽ cách một chân mũi tăng một lần, cách một chân mũi tăng một lần. Hàng thứ hai liên tiếp, chị em mình cứ liên tiếp lên các hàng như vậy nhé. Chị em mình kết thúc mũi cũng như các hàng khác. Ở những hàng này mình sẽ cách hai chân mũi, mình tăng một mũi. Chị em cứ lần lượt như vậy cho đến hết vòng nhé. Sau khi kết thúc vòng mà chị em cảm thấy cái vòng tròn chóp mũ của mình ấy, nó có độ cong lên như thế này, độ cong nhiều như thế này ấy, thì mình hàng tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa, và mình sẽ móc đơn hết tất cả các chân mũi nhá, mình không tăng mũi. Thế thì mình sẽ làm tròn lại cái vòng mũ của mình, nó sẽ không bị lượn sóng.
khi móc chị em nhớ kéo các chân sợi, các chân mũi lên bằng hàng ở trên này nhé, để cho các chân mũi của mình nó được vê đẹp như này, còn không nó sẽ bị thiết chặt ấy, rất là xấu. Sau khi chị em đã kéo lại được một mặt tròn không bị cong như này đó, mình đặt xuống thì nó không hề bị cong như này, thì mình sẽ bắt đầu tăng thêm mũi. Ở vòng này mình sẽ cách 3 chân mũi tăng một lần. Sau khi mình đã móc được 3 chân mũi như này rồi, mình sẽ tăng chân mũi. Ở đây em sẽ hướng dẫn chị em mình cách tăng chân mũi mà không hề tạo lỗ nhé, không bị tạo lỗ. Mình sẽ nhìn không ra được cái mũi mình tăng ấy. Chị em mình đưa chân mũi này, đưa tiếp sang chân bên cạnh, kéo qua. Như thế là mình tạo được một chân mũi rồi. Mình sẽ đâm tiếp vào cái chân mà mình vừa đưa sang bên ấy, để đi lên chân mũi bình thường. Một này, hai, ba. Chân mũi cần tăng nhé. Đây là chân mũi cần tăng này. Chị em mình đưa tiếp. Mình sẽ đưa xuống. Mình làm tương tự cho đến hết vòng nhé. Sau khi kết thúc vòng tròn mà chị em cảm thấy mình tăng mũi xong mà vòng tròn của mình vẫn bị cong ấy, nó bị như kiểu lượn sóng ấy. Đây, đặt xuống mà như lượn sóng, thì chị em mình sẽ vòng tiếp theo chị em mình sẽ không tăng mũi nữa, mà chị em mình sẽ móc trơn thôi. Còn đối với cái vòng tròn mà mình cảm thấy nó không bị cong thì mình vòng tiếp theo mình lại tăng mũi như bình thường. Ở vòng này thì em sẽ cách ra 4 chân mũi tăng một lần. Để tránh cho cái vòng tròn của mình nó bị méo hoặc nó thành hình lục giác thì mình sẽ tăng mũi ở như các điểm khác nhau, lệch nhau đi nhé mọi người. Ví dụ ở như hàng dưới này, mình tăng mũi là ở đây. Thì ở hàng trên này mình sẽ tăng mũi ở khoảng giữa của hàng đó để kéo lại cái vòng tròn của mình được cân đối. Đây được 4 chân mũi rồi. Mình sẽ tăng lệch chân mũi ở như phía của cái vòng đầu, vòng bên dưới. Ở vòng tiếp theo thì mình sẽ cách 5 chân mũi để tăng một lần. Vì cái vòng vừa rồi nó vì vòng vừa rồi sau khi tăng chân mũi xong ấy thì cái vòng tròn của em nó hơi cong một chút xíu nên đã lên một hàng không tăng chân mũi. Hàng này mình sẽ tăng 5 chân mũi. Cách 5 chân mũi mình tăng một lần. Chị em cứ lựa cái vòng tròn của mình tăng đều, cách nhau đều ấy. Sau khi mình tăng được một khoảng cảm thấy là nó vừa với phần chóp mũ của mình rồi thì mình sẽ dừng lại để mình bắt đầu xuống phần thân mũi nhé. Ở những vòng sau thì chị em mình cứ tăng 6 hoặc là 7 để xuống vừa phải. Để tránh trường hợp là cứ mỗi hàng tăng rồi một hàng không tăng thì chị em mình sẽ tăng theo cách là ví dụ hàng này mình đã tăng là 5 chân mũi thì hàng sau mình sẽ cách 7 chân mũi mình tăng một lần. Ở hàng dưới đây em đã cách 7 chân mũi nên hàng này em sẽ cách 9 chân mũi nhé mọi người nhé. Xong mà chị em cảm thấy cái phần chóp mũ của mình nó đã có độ rộng vừa phải rồi
vừa phải hợp với đầu của mình rồi ấy, thì mình sẽ bắt đầu đưa xuống phần bên phần thân nhá. Mình cho mũ mình có độ thoải xuống, chứ đang tròn thế này mà tự nhiên mình làm phần thân luôn thì cái mũ mình rất là xấu. Ở đây em đã làm được 12 hàng. Giờ thì em sẽ làm mũ của mình có độ thoải xuống được tròn đẹp hơn nhá. Mũ mà không có độ thoải thì trông nó rất là xấu. Nó xuống thân đột ngột ấy thì sẽ bị xấu nhá. Ở như phần thoải xuống này thì có một mẹo nhỏ đấy là khi chị em ở hàng này, chị em đang ví dụ chị em đang cách làm 11 chân mũi là mình tăng một mũi, thì ở những cái hàng thoải này chị em mình sẽ cộng thêm 4 hoặc là 5, nghĩa là đang ở 11 thì mình có thể lên là 15 hoặc là 17 chân mũi, mình sẽ tăng một mũi để nó có độ thoải dần nhé. Ở đây em sẽ tăng lên là 15 chân mũi. Hàng tiếp theo sẽ là 19 chân mũi. Chị em mình tăng dần lên như vậy. Chị em đã xuống được vòng mũ cảm thấy ưng ý rồi và có đường kính mũ phù hợp với người dùng rồi thì mình sẽ bắt đầu xuống phần thân mũ nhé. Và chị em lưu ý là mình không nên xuống cái phần vòng mũ này quá sâu mà khiến cái mũ của mình nó sẽ có độ thoải rất là xấu. Mình xuống cái đầu mũ vừa tròn như này này thì khi mình xuống thân thì sẽ đẹp hơn. Đây mọi người nhìn này, nó có độ thoải như này thôi là ok rồi. Ở đây thì sau khi đã xuống mũi tăng mũi vừa phải thì bây giờ em sẽ bắt đầu xuống phần thân nhé. Phần thân mũi thì chị em mình chỉ cần móc trơn đơn giản thôi. Mình cảm thấy phần thân mũ có độ dài phù hợp mình mong muốn rồi thì mình sẽ làm phần vành mũ nhé. Thường thì nhiều chị thích cái phần thân mũ nó sâu một chút để đội cho chắc chắn ý. Thì nhiều người đội ok, còn nhiều người thì trong cái phần mũ nó sẽ rất là xấu, nên là chị em mình xuống phần thân mũ vừa phải thôi để làm sao cái tổng quan cái mũ của mình nó vừa hay đẹp nhá. Đừng xuống phần thân mũ sâu quá mà khiến cái mũ của mình nó sẽ bị xấu đi. Chị em mình cứ móc bình thường như vậy cho đến khi phần thân mũ đủ dài so với yêu cầu của cái mũ thì mình dừng lại để làm phần vành mũ ạ. Sau khi chị em đan thêm được khoảng 14 hàng ở thân mũ, chị em cảm thấy cái độ thân mũ, độ dài thân mũ hợp lý rồi, mũ mình hợp lý rồi thì mình sẽ làm phần vành mũ nhé. Ở đây thì em làm vành mũ vừa phải, không làm vành xòe nên em sẽ cách ra 5 chân mũi tăng một lần. Sau khi chị em móc xong hàng ở chân mũ đầu tiên mà đã tăng mũi xong thì mình sẽ móc hai hàng tiếp theo là hai hàng bình thường không tăng mũi. Nếu như chị em muốn vành mũ nó to hơn thì chị em có thể cách ra, ví dụ ở đây mình đã cách 5 thì ở hàng sau mình hãy cách 7 hoặc 8 chân mũi rồi mình sẽ tăng mũi một lần để cái vành mũ của mình nó được rộng hơn hoặc là nó được xòe ngang to hơn. Còn em thì muốn cái độ mũ nó thoải xuống một chút xíu, thế nên hai hàng tiếp theo em sẽ không tăng mũi. Đây là hàng đầu tiên của chân mũ này. Đây là hàng thứ hai. Thì hàng thứ hai và hàng thứ ba em sẽ không tăng mũi, em sẽ móc bình thường. Hàng thứ tư tiếp tục tăng mũi nhé chị em. Sau khi đã móc được 3 hàng kể từ hàng tăng mũi ở phần chân chân mũ thì bây giờ em sẽ móc hàng thứ tư. Hàng thứ tư này thì em sẽ cách 8 chân mũi tăng một lần. Giống như ở phần chóp mũ thì ở phần chân mũi này, cái chân mà tăng mũi ấy, thì cũng sẽ cho xen kẽ so với những cái mũi tăng
ở như cái phần hàng đầu tiên của chân mũ nhá. Chị em lưu ý là mình cứ làm như vậy thì cái phần mũ của mình ra nó sẽ được tròn vành hơn, nó không có độ méo nhé mọi người. Sau khi mình đã tăng mũi ở hàng thứ tư này thì sẽ móc thêm 3 hàng không tăng mũi nha mọi người nhé. Sau khi chị em đã móc thêm được 4 hàng không tăng mũi như này thì mình đã có một cái phần chân mũ hơi hơi thoải xuống như này, nó không quá xòe. Nếu như mà chị em muốn cái vành mũ của mình được rộng hơn, xòe hơn thì chị em mình sẽ rút ngắn cái số hàng mà mình không tăng mũi và tăng mũi thêm. Ở như ví dụ mình ở đây mình đang là 4 hàng không tăng thì chị em chỉ móc 2 hàng không tăng và móc hàng thứ ba là liên tiếp là hàng tăng nhé. Còn ở đây mũ của em như này nên bây giờ em sẽ móc thêm một hàng tăng mũi nữa. Hàng tăng mũi này thì em sẽ cách ra là 10 chân mũi em sẽ tăng một lần nữa. Sau cái hàng 10 chân mũi này thì chị em mình làm phần nhấn của cái vành mũ nhé, là khi đó mình kết thúc cái mũ này. Đang xong cái vành mũ của mình được như ý rồi thì giờ mình sẽ chốt cái mũ này nhá. Ở như cái mũ này thì em chỉ sử dụng là các mũi trơn như này thôi. Nếu như mà chị em không thích cái vành mũ mà lượn sóng nhỏ như thế này ý, thì mình có thể để bình thường bằng các chân mũi như thế này. Còn nếu như mà chị em có thích cái kiểu mà hơi lượn sóng nhỏ như thế này thì em sẽ hướng dẫn chị em. Mũi đầu tiên chị em lấy lên, chị em sẽ móc một mũi kép, một mũi dời nhá. Đây là một mũi kép này, tiếp theo sẽ là một mũi trượt. Chị em móc lên một mũi kép như này, rồi lại một mũi trượt. Đó, chị em cứ móc một mũi kép, một mũi trượt như vậy nhé. Tiếp tục một mũi kép, sau đó một mũi trượt. Nếu chị em thích kiểu như thế này thì chị em cứ làm nốt cái vòng này cho đến hết, là khi đó mình đã kết thúc cái mũ. Còn nếu như chị em không thích kiểu lượn sóng nhỏ như thế này, không thích cách điệu như thế này thì chị em có thể để trơn nguyên như thế này là ok nhé mọi người. Như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc mũ nha chị em nhé. Cảm ơn chị em đã theo dõi video, chúc chị em có được sản phẩm ưng ý. Nếu chị em có thắc mắc hãy để lại comment bên dưới, em sẽ trả lời nhé. Và thấy video của em hữu ích hãy bấm like. Và nếu đây là lần đầu ghé kênh của em thì hãy bấm nút subscribe hoặc là nút đăng ký để đón xem những video hướng dẫn len móc mới nhất ở kênh của Yến Hy nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.